Thank you.
Và đây là một lễ hội rất đặc biệt của người dân tộc Khmer. Thì sẽ gồm rất là nhiều đám lễ hội nha cô chú anh chị các bạn. Thì đây là một nhà người ta diễu hành vô. Sẽ có những nhà sau nữa nha cô chú anh chị các bạn. Ở đây chỉ là mới một nhà thôi nha. Xin mến chào cô chú anh chị các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại trong video mới của dân hôm nay. Lời đầu dân chúc cô chú anh chị và các bạn cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Và hôm nay có một lễ hội, đó là lễ xuất gia truyền thống của người dân tộc Khmer. Và hôm nay dân sẽ ghi hình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Và hiện tại mọi người đang đợi những lễ xuất gia sẽ đến đây và đợi xem múa trần nha cô chú anh chị và các bạn. Lần đầu tiên dân qua đây dân quay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn. Đó là chùa Căn Nom thuộc xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh nhé. Mấy em nhỏ nó rất là nôn nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, mọi người đang đợi xem múa trần. Đây cô chú anh chị và bạn, thì bây giờ đang diễu hành lại tới chùa nha. Đó, mấy em nhỏ đó đang xem để đợi múa trần. Về phía chùa cũng đang đợi ở bên trong. Mấy đứa nãy nó chạy vô chùa hết trơn rồi. Giờ còn mấy đứa ngoài nó đợi ngay cái ngã ba nè. Và phía bên đây rất là nhiều mấy em nhỏ, nó mỗi lần thấy múa trần rất là vui nha cô chú anh chị ạ. Và đây là một cái lễ hội truyền thống của người dân tộc Khmer. Và đây phía trước cô chú anh chị các bạn chính là chú khỉ nè, rồi hai chú khỉ và hai ông trăng. Cô chú hiểu không? Bây giờ đây, phía bên đây là ngay cái ngã ba thì thường là trần sẽ quánh nhau nha cô chú anh chị ạ. Và sau đó dẫn đường đi chùa nha. Đây có thêm chút khỉ trần nữa nè. Đây ngã ba nè. Và hiện giờ là trời rất là nắng nha cô chú anh chị và bạn.
đây thêm một đám ở phía sau nữa nè. À, bây giờ anh sẽ đi theo mọi người đi đến chùa nha cô chú anh chị và các bạn. Một lễ hội phải nói là rất là đặc biệt của người dân tộc Khmer nha. Thank you.
đây là cái khung cảnh ở bên ngoài nha cô chú anh chị các bạn. Đó, phía ngoài mọi người đang đợi diễu hành rất là đông nè. Hiện tại trời rất là nắng nóng nha cô chú anh chị các bạn. Chào cô chú anh chị các bạn nha. Thì bây giờ trong khi chờ đợi thì anh sẽ đi quay xung quanh chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Và đây là ngôi chánh điện chùa Căn Nôm nè cô chú anh chị các bạn. Thì mình sẽ thấy một cây cột cờ rất là hoành tráng nè. Đây. Có luôn hai cây thốt nốt luôn cô chú anh chị các bạn. Và phía bên đây là cái giảng đường. Đây cô chú anh chị ạ, đây chính là ngôi chánh điện chùa Căn Nôm thuộc xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Và phía bên đây là cái xung quanh của chùa nè. Bây giờ xin sẽ đi xung quanh chùa một vòng rồi lên chánh điện ghi hình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Vì hôm nay là ngày lễ xuất gia của người Khmer nha cô chú anh chị và các bạn. Mọi người tập trung ở dưới đây rất là nhiều nè, do có nhiều cây che bóng mát. Ok, bây giờ anh sẽ đi lên chánh điện để quay cho cô chú anh chị các bạn xem nha. Và đây là lối đi lên chánh điện. Đây cô chú anh chị các bạn. Trong khi tu hành thì Phật đã được thần rắn che chở cô chú anh chị các bạn. Ok thì bây giờ anh sẽ đi ra ngoài nha. Và đây là phía trên hành lang để anh quay xung quanh cho cô chú anh chị các bạn xem. Thank you.
Ngồi thì mấy đứa nó đang lại đây rất là nhiều nè. Ngọc Danh Vlog. Rất là nhiều mấy đứa luôn nha. Mấy đứa nhỏ nhỏ. Hiện tại thì các em nhỏ đang đợi diễu hành lễ kết lễ xuất gia và hội giáo tiệc theo. Và trong này thì lại bước chặn và các bạn nhất con bé đó nó cười hoài luôn. Rồi chuẩn bị qua bên kia. Và hiện tại đang sắp xếp để chuẩn bị diễu hành dòng chánh điện nha cô chú anh chị các bạn.
cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của Danh, và buổi lễ xuất gia đã kết thúc nha cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì Danh xin chào tạm biệt nha, hẹn cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của ngày hôm sau nha.